Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ ba mùa chay năm C. Chủ đề chính đó là kêu mời sám hối và trở về cùng Thiên Chúa. Và đây là chủ đề chính của cả mùa chay. Đồng thời, tin mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta phải có một cái nhìn đúng đắn về Thiên Chúa mà chúng ta đang tôn thờ. Trước hết, xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng xem lại đoạn phim nói về tin mừng Chủ nhật mùa chay hôm nay, thứ ba hôm nay, tin mừng theo Thánh Luca chương 13 câu 1 đến câu 9. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloát đổ xuống để chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả những người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vuông xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Tin mừng kể cho chúng ta một câu chuyện rất là thời sự nóng bỏng, là có những người chạy đến và họ kể cho Chúa Giêsu nghe câu chuyện có những người Do Thái đang tế lễ trong đền thờ thì bị quan tổng trấn Phi-la-tô đến sát hại. Và họ nói rằng những con người này chắc là tội lỗi ngập đầu đây, nên đã bị Phi-la-tô giết, mà bị giết ngay đang khi tế lễ trong đền thờ cho Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ khác. Ngài không trả lời trực tiếp là những con người kia có tội hay không, nhưng mà Ngài đưa ra một cái ví dụ về 18 người ở cái thành Siloát cũng bị đổ xuống và đè chết. Phải chăng họ cũng là những người tội lỗi như những người Galilê kia? Phải chăng là Thiên Chúa gom 18 người lại, 18 người tội lỗi ở Siloát lại, rồi cho đổ cái thành xuống, cho giết hết? Đây là vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Quan niệm của chúng ta về một Thiên Chúa là giàu lòng xót thương, luôn luôn yêu thương con người. Gần đây có những chuyện xảy ra, như là những chuyện quả báo chẳng hạn. Ngay cả những người Công giáo cũng chạy theo cái thuyết này, nói là ông này bị quả báo, người kia bà kia bị quả báo vì đã làm chuyện này chuyện nọ, chuyện thất đức này, chuyện ác ôn kia nên bị quả báo. Xin thưa, trong đạo Công giáo chúng ta không có khái niệm về quả báo, không có khái niệm về nghiệp, về luân hồi. Chúng ta không tin vào những điều đó. Cuộc sống của trần gian này chúng ta chỉ có một đời người thôi, và đó là một cái hành trình đi thẳng về từ cõi trần gian này đến thẳng về cõi siêu việt, là nơi Thiên Chúa đã hứa ban và đón đợi chúng ta. Không có cái chuyện luân hồi theo quan niệm của Kitô giáo, và không có cái nghiệp nào hết. Nghiệp hay không nghiệp là do chính chúng ta quyết định về cuộc đời của mình. Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do để chúng ta chọn lựa cách sống của mình ngay tại trần gian này. Và chúng ta phải trả lẽ về cái chuyện đó trước mặt Thiên Chúa, về những gì chúng ta làm, chứ không phải rằng bỏ ra một
ít tiền, một số tiền dân cúng nơi này nơi kia, dân cúng trong đền thờ, thì chúng ta sẽ thoát được cái án phạt mà chúng ta đã làm đối với anh chị em của chúng ta. Xin thưa không. Và bởi như thế thì trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Xuất Hành nói rõ cho chúng ta về một Thiên Chúa của Israel là như thế nào, và đó là Thiên Chúa của chúng ta ngày hôm nay như thế nào, và đó là Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ và đi theo là như thế nào. Và tôi mời anh chị em cùng xem lại đoạn phim trong bài đọc thứ nhất mà phụng vụ cử hành hôm nay. Bấy giờ ông Môsê đang chăn chiên cho bố vợ là Kitro, tư tế Madian. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi Horeb. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môsê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được, vì sao bụi cây lại không cháy rụi. Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây, Thiên Chúa gọi ông, Môsê, Môsê. Ông thưa, dạ, tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi người đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha người, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môsê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đức Chúa phán, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đứng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môsê, ta là đấng hiện hữu. Người phán, người nói với con cái Israel thế này, đứng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Môsê, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ tới đời kia. Thưa anh chị em, trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa mới nghe, có những hình ảnh rất là ấn tượng mà chúng ta cần phải hiểu. Thứ nhất đó là Thiên Chúa kêu gọi ông Môsê để cho ông giải phóng dân tộc, một dân đang bị ách nô lệ dưới nhà Ai Cập, đang phải chịu cảnh đau khổ. Môsê có sức mạnh đưa dân đó ra khỏi cảnh nô lệ để về cái vùng đất mà Thiên Chúa hứa ban, một vùng đất đầy tràn sữa và mật, vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, và Thiên Chúa là cha ông của họ. Ở điểm này chúng ta thấy Thiên Chúa đã kêu gọi Môsê trong một cái hình ảnh là bụi gai bốc cháy. Bụi gai bốc cháy nhưng không bị thiêu rụi, lá nó vẫn xanh. Trước hết hình ảnh này để diễn tả rằng Thiên Chúa đã đứng sức mạnh như lửa cháy. Nhưng lửa cháy đó không nhằm để tiêu diệt con người. Lửa cháy ấy muốn đem con người đến ơn giải thoát. Và khi Môsê hỏi Thiên Chúa, xin cho Ngài biết Ngài là ai, khi con trở lại đất Ai Cập đó,
và người ta hỏi về Thiên Chúa, về Ngài, thì con sẽ nói sao về Ngài? Thì Thiên Chúa nói rằng: ta là đấng hằng hữu, ta là đấng vô thủy vô chung, là Alpha và là Omega, là đấng khởi nguyên và là tận cùng. Thiên Chúa không có danh xưng, Thiên Chúa không thể ví với bất kỳ một thứ nào ở trên trần gian này, không được ví Thiên Chúa với bất kỳ một thần tượng nào ở trên trần gian này. Điểm mà lời Chúa trong sách Xuất Hành muốn diễn tả cho chúng ta điều đó: Ngài là đứng hàng hổ, và vị Thiên Chúa ấy là vị Thiên Chúa muốn giải thoát con người khỏi nô lệ, muốn ban cho con người một sự sống, chứ không phải là Thiên Chúa của sự hủy diệt. Và trở lại đoạn Tin Mừng, chúng ta nghe tiếp về cái dụ ngôn cây vả không sinh trái, lại một lần nữa cho chúng ta hiểu về khuôn mặt của Thiên Chúa mà chúng ta đang tôn thờ là như thế nào. Giê-xu Ki-tô là hiện thân của Thiên Chúa đến cứu độ con người. Ngài là một vị Thiên Chúa xót thương, là Thiên Chúa nhận nài, Thiên Chúa chờ đợi con người và hy vọng nơi con người, cho dù con người có tội lỗi, có lầm lạc. 3 năm cây vả không sinh trái, nhưng mà năm nào người chủ đến cũng tìm, cũng chăm bón cho nó, cũng vuông xới cho nó, cũng hy vọng cho nó sẽ sinh trái. Tức là Thiên Chúa chờ đợi chúng ta hãy chịu nợ cuộc sống của mình, hãy sám hối, từ bỏ tội lỗi, trở về với Thiên Chúa để được sống, để trổ sinh hoa trái. Thiên Chúa chờ đợi và kiên nhẫn như thế. Ngài không xử phạt ngay chúng ta ngay lập tức. Nên những quan niệm về quả báo, về tại sao người lành, người hiền lại gặp toàn chuyện đau khổ, còn trong khi kẻ gian ác thì phải cứ sống nhẫn nhơ, tại sao Thiên Chúa không phạt ngay lập tức đi, để tôi thấy và tôi tin vào Thiên Chúa quyền năng? Xin thưa, quan niệm đó là sai lầm. Quan niệm đó không phải là Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ. Thiên Chúa chúng ta đi, chúng ta tôn thờ là nơi Giê-xu Ki-tô đứng phải đi qua đau khổ, đi qua thập giá mới bước vào vinh quang. Và Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta, nhận nại chúng ta như cây vả đó, phải trổ sinh trái. Nhưng mà điều cuối cùng mà chúng ta cần phải lưu ý và cũng là một lời cảnh báo cho chúng ta, Thiên Chúa nói rằng: năm tới nếu mà nó không sinh trái thì ông hãy chặt nó đi. Có nghĩa là Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn, nhưng Ngài cũng công thẳng vô cùng. Ngài chờ đợi chúng ta, và nếu chúng ta không sám hối thì chính chúng ta phải đón nhận cái hình phạt đó, hình phạt đời đời đó, hình phạt xa cách Thiên Chúa đời đời đó, hình phạt phải bị chặt đi, phải đưa vào lửa thiêu cháy đời đời. Nên chúng ta được mời gọi sám hối, trở về và hãy dừng lại những cái tội lỗi của chúng ta đã làm. Xin Chúa ban ơn để chúng ta sống trọn vẹn ý nghĩa của mùa chay thánh này. Amen.